Camilla, người Úc vừa chuyển đến Hàn Quốc, nói rằng cô gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu sống ở một đất nước quá tập trung vào ngoại hình của mình. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi có một cân nặng bình thường. Nhưng ở Hàn Quốc, tôi đã bị coi là quá béo và mọi người thường nói rằng tôi sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta giảm cân. Camilla, người nặng hơn 50kg, nói với Career Time, không giống như xu hướng của thế giới. Cơ thể tích cực, đa dạng không tồn tại trong các tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Tiêu chuẩn không chỉ có hại cho người Hàn Quốc, mà còn ám ảnh những người nước ngoài đang sống và làm việc ở Kim Chi. Cân nặng, da, tóc. Ellie Goodwin, một giáo viên giảng dạy tại các trường học trên khắp Trung Quốc và hiện làm việc Quang Du, nói rằng các tiêu chuẩn làm đẹp ở khắp mọi nơi, không chỉ tồn tại Hàn Quốc không mong muốn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn làm đẹp của Hàn Quốc gần như vô lý. Đối với phụ nữ, một hình dáng thanh mảnh, làn da trắng mịn màng hoàn hảo và đôi mắt mí mắt to là những đặc điểm được coi là hấp dẫn, nhưng đồng thời rất khó đạt được. Đối với nam giới, sự hấp dẫn được đặt trên các loại thể, đặc biệt là thể đẹp hoặc những người đàn ông bắp. Bắp, sự cứng nhắc của các mẫu này tạo ra một quan niệm sai lầm về vẻ đẹp với các biến thể của loại cơ thể, chiều cao, cân nặng và màu da. Goodwin nói, China được sinh ra ở Nam Phi, người sống ở Hàn Quốc trong 3 năm. Da trắng rất quan trọng ở Hàn Quốc. Tôi không phải là người da trắng nên nó không được coi là hấp dẫn. Cô nói, Salud, một người Mỹ làm việc cho một công ty kỹ thuật ở Hàn Quốc, nói rằng văn hóa văn phòng cũng bị ám ảnh bởi các tiêu chuẩn ngoại hình. Khi tại nơi làm việc, các đồng nghiệp sẽ bảo tôi ngừng ăn vì quá nhiều. Cô nói, nhận xét về thói quen ăn uống và sự xuất hiện của người khác đã được bình thường hóa rằng nó không còn được coi là một hình thức xấu hổ cơ thể. Ở đây, mọi người coi đó là một điều bình thường. Có những người nói với rằng răng của tôi quá lớn, răng quá gầy và cần đến phòng tập thể dục. Họ đang làm điều tốt cho tôi. Giáo viên trung học Aiden nói, ảnh hưởng đến sức khỏe đối với một số người. Sự hấp dẫn của ngoại hình được đánh đồng với thành công, có thể ở dạng đảm bảo một công việc tốt hơn hoặc gặp gỡ các đối tác lý tưởng. Mức độ của người có khuôn sắc đẹp cũng quan trọng như một mức độ, nếu không muốn nói là nhiều hơn trong số trường hợp. Goodwin chỉ ra, Greta Nissan, 23 tuổi, nhớ lại những gì cô đã học được từ cuộc trò chuyện với những người bạn Hàn Quốc. Giống như có danh sách kiểm tra. Ví dụ, cơ thể mảnh khảnh, làn da mịn màng, mái tóc dày. Nếu mọi người đánh dấu ngày càng nhiều ô, thì họ sẽ ngay lập tức cấp dẫn và sẽ tìm thấy một đối tác phong phú hoặc công việc tốt. Quan điểm độc hại này được gọi là lookism, phát triển mạnh ở Hàn Quốc. Chủ nghĩa thông tin thường thúc đẩy tiếp thị các sản phẩm làm đẹp, phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Một người phụ nữ được yêu cầu chỉ được xác định bởi chữ viết tắt của II, nói về tình trạng sức khỏe của mình tồi tệ hơn do rối loạn ăn uống vì cố gắng giảm cân. Tôi đã bị tấn công bởi rất nhiều hình ảnh của các cô gái Hàn Quốc nhỏ đến mức tôi bắt đầu chỉ trích cơ thể mình. Tôi nặng 54kg nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã béo ăn. Và Matthew Kennedy, 28 tuổi, nói rằng sau một vài năm ở Hàn Quốc, anh bắt đầu cảm thấy có lỗi khi ăn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy điều đó. Tôi bắt đầu bằng cách bỏ qua bữa ăn, uống nhiều cà phê hơn và hút nhiều thuốc lá hơn. Sau đó, một đêm, đi ăn thịt nướng với bạn bè. Nhưng khi tôi về nhà, nôn mửa. Câu chuyện Kennedy là một ví dụ về mức độ nguy hiểm của các tiêu chuẩn cơ thể độc hại đối với sức khỏe một người. Đó là lý do tại sao anh ta không chọn gia hạn hợp đồng làm việc và sẽ rời Hàn Quốc vào tháng tới. Tôi cần một nơi tốt cho sức khỏe của tôi. Và đó không phải là Hàn Quốc. Ông nói, theo Goodwin, các tiêu chuẩn sắc đẹp độc hại không tương thích với Hàn Quốc hiện đại. Đất nước này có ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng và xã hội đa văn hóa. Các cuộc trò chuyện mở về tác hại mà các tiêu chuẩn này có thể gây ra sẽ góp phần vào sự thay đổi dần dần của quan điểm. Goodwin nói,